Cảm ơn quý vị đã giữ chương trình Beauty and Lifestyle with Tiffany. Trở lại trò chuyện với Thanh Ngọc những câu hỏi về xâm thẩm mỹ. Thì cái xâm thẩm mỹ thật ra đó, quý vị biết không, đối với Tiffany, Tiffany rất là thích, là tại vì nó đem lên một cái nét tự nhiên cho mình nếu mà mình đi đúng cái người xâm đúng cho mình. Vì lý do mà Tiffany mời Thanh Ngọc tới đây là tại vì Tiffany biết là trong Dallas-Fort Worth, Texas, nói chung thì Tiffany rất là cẩn thận lựa những người chuyên môn đến với cái show của Tiffany. Tiffany biết là Thanh Ngọc có rất là nhiều kinh nghiệm, tại đã làm cho nhiều khách hàng và làm bao nhiêu năm nay kinh nghiệm về technique, về những cái technique về giống như Á Đông có, và Tây cực vâng, về Tây phương yeah. Tây phương có. Thì Tiffany biết là Thanh Ngọc đi học rất là nhiều từ cái technique của Á Đông cho đến technique của Tây phương, và Tiffany biết là Thanh Ngọc cùng học với cùng một cái người bạn của Tiffany rất là nổi tiếng về xăm. Thì từ đó Tiffany mới thấy là một người có thể trò chuyện về cái kinh nghiệm. Tại Tiffany không có muốn trả lời cái câu hỏi của quý vị chỉ là một trong một cái ý tưởng của Tiffany thôi, hoặc là những cái câu hỏi của Tiffany thôi, nên Tiffany cũng muốn một người cao tay đúng không, giúp đỡ Tiffany trả lời những cái câu mà chuyên nghiệp. Để cho gì? Để cho nếu mà quý vị nào chưa có, phải không? Chưa có đi xăm hồi nào, thì mình cũng có một cái kinh nghiệm để mình biết làm sao để mình có một cái đôi môi đẹp, lông mày đẹp đúng không? Mí mắt đẹp đúng không? Và không phải đau đớn để phải trải qua, phải sửa này kia. Thì một câu hỏi thứ ba là cô Hoa không ở đâu xa, ở Arlington. Câu hỏi chứ mình như thế này: tại sao cô đi xăm môi ha? Khi xăm môi về thì cái màu mà cô chọn đó, thì cái màu giống như màu hồng cánh sen. Thì phần đông người Việt Nam của mình thích cái màu hồng cánh sen, thì màu hồng cánh sen là cái môi của Tiffany đây. Thì nó hồng hồng tím tím đúng không? Thì khi mà người ta cô xăm xong cỡ khoảng 2 tháng sau thì cái môi của cô rất là bầm. Thì cô hỏi Tiffany, thì bây giờ cái kinh nghiệm của Thanh Ngọc như một người khách tới xăm môi, thì mình có những cái câu khuyên nào trước khi mình xăm môi để không có trở ngại giống như cô Hoa? Vâng, trước hết Thanh Ngọc cảm ơn chị Tiffany đã cho Thanh Ngọc cái lời giới thiệu rất là tốt đẹp. Thật sự đó là khi mà Thanh Ngọc start out, khi mà Thanh Ngọc bắt đầu về cái ngành thẩm mỹ đó, thì Thanh Ngọc cũng học đủ hết về tóc, về nail, về da, về xâm. Nhưng mà cuối cùng Thanh Ngọc động lại và Thanh Ngọc chỉ có thích về xâm thẩm mỹ là cái điểm chính của mình mà thôi đó. Bởi vì Thanh Ngọc thấy được là giúp ích cho rất là nhiều người. Đúng. Mà nhiều khi đó nó là một cái phương pháp mà chúng ta có thể làm một lần, nhưng mà chúng ta có thể lâu dài chúng ta mới phải làm lại hoặc là mới phải thay đổi mà thôi. Và quý vị biết là nhiều khi dĩ nhiên là cái kinh nghiệm của mỗi người mỗi khác. Quý vị đi cắt tóc cũng vậy, nhiều khi cái người này mới ra có 3-4 năm, quý vị lại thích hơn là những người đã làm mười mấy năm. Thì ra mỗi người thì có mỗi kinh nghiệm khác nhau. Thanh Ngọc nói chung như vậy để quý vị biết là khi mà quý vị lựa chọn một cái phương pháp xâm thẩm mỹ thì quý vị cũng phải đi tư vấn nhiều nơi khác nhau để mà biết được và cuối cùng chọn lựa cho mình đúng nơi đúng chỗ. Về cái xâm môi như chị vừa mới hỏi đó, là vị thính giả nào hỏi đó, thì là thật sự á, dạ nó có nhiều cái vấn đề ở trong cái xâm môi lắm quý vị. Bởi vì xâm môi đó, cái da môi của mình nó khác, không có giống như cái da mặt của mình. Thứ nhất, thứ hai đó là khi mà môi chúng ta thâm đó, thì cái màu mà chúng ta cho lên lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Chúng ta không thể nào mà cái một người mà cái môi như vậy rồi nói là ồ em thích màu cánh sen là cứ vậy lấy cái màu cánh sen xâm lên. Thật sự là không có được quý vị. Nếu mà như vậy đó thì là cái màu nó sẽ đổi liền và nó không có đúng là cái màu cánh sen khi chúng ta xâm nữa. Theo kinh nghiệm của Thanh Ngọc, và Thanh Ngọc chắc là chị Tiffany cũng đồng ý với Thanh Ngọc, là khi mà có một cái làn môi như vậy, quý vị phải đến tham khảo. Và khi cái người mà sắp sửa xâm cho quý vị đó, phải hỏi những câu hỏi, quý vị cũng phải cho người đó biết quý vị muốn cái gì và cái màu sau khi xâm nó sẽ như thế nào. Rồi sau đó đó là quý vị phải tham khảo xem là trước khi họ xâm cái màu đó
thì trên cái môi, hoặc là cái da của mình, quý vị biết là thường thường nó có tone đó anh chị, thì nó có cool tone hoặc là warm tone. Thì mình phải thuộc về bên cái warm tone hay cool tone trước, và cái người sắp sửa xâm cho mình đã nhận định được cái tone của mình chưa, và sau đó trước khi xâm cái màu cánh sen mà mình muốn đó thì mình phải hài hòa với cái tone của mình như thế nào trước khi mình xâm cái màu mình muốn. Đúng thì rồi. Nó mới ra cái màu đúng hơn. Đúng rồi. Mà cái mà thường thường Tiffany học sinh hoặc là các khách hàng tới xăm thì Tiffany nói như thế này: nếu mình muốn cái màu đó mà mình phải coi cái môi của mình. Cái đôi khi có nhiều người đó môi người ta đã có màu rồi và cái môi có nhiều người là nó bị tái hoặc là tùy theo cái lạnh nóng nữa quý vị ạ. Cái thời tiết nó cũng ảnh hưởng về cái xăm. Tại cái thời tiết lạnh và nóng nó cũng có đổi cái màu sắc. Tại mình chọn màu đó nhưng mà khi cái môi của mình trong khi xăm đó nó lại cái màu khác. Nên cái hay nhất là cái người mà biết xăm, cái người mà học giỏi về màu sắc hoặc nó gọi là color theory, thì cái người đó biết là phải phá cái màu đó đi hoặc là mình cho cái màu da, thì lúc đó cái màu hầu cánh xong thì nó mới trở thật là đúng cái màu của mình. Ví dụ cũng biết mà khi mình bôi cái môi son thôi, giống như ai người ta nói: "Oh Tiffany ơi, thấy trên TV chị đánh cái môi son đẹp quá, màu gì vậy?" Thì Tiffany cũng giới thiệu, Tiffany cũng ok order màu này, nhưng mà quý vị đó về lại thoa lên chỉ cái son thôi quý vị ơi, thoa lên lại cái màu đó không đúng, lại không giống Tiffany. Tại vì tùy theo cái cách ăn mặc của mình, tùy theo cái da mặt của mình và tùy theo cái phấn của mình đánh lên nữa, phải không? Huống gì mà xăm, đúng không? Rồi. Thì vì lý do như vậy mà quá nhiều, thật ra quý vị, Tiffany có rất là nhiều câu hỏi mà một show không thể nào mà Tiffany nói hết được. Và nữa là có nhiều các chị, các anh và các bác đã email Tiffany và trong bao nhiêu năm cứ hỏi Tiffany như thế này, Thanh Ngọc. Nên Tiffany đi tìm tòi để gì, để mình có thể giúp được những cái câu hỏi đó và giúp được những các anh chị nào, các bác nào mà muốn học, đúng không? Thì cứ hỏi là: "Tiffany ơi, tắc trên Texas không có trường nào dạy tiếng Việt về dạy xăm, thì toàn là trường Mỹ hết, mà có nhiều các chị, các anh, các bác về Việt Nam học nhưng mà qua đây lại làm không được. Tại vì sao? Cái rule regulation, cái luật, cái xăm bên Mỹ nó khác bên Việt Nam, phải đi theo cái luật ở bên này." Thì trong những câu hỏi đó và những cái lo âu của các anh chị đó và các bác đó, thì Tiffany và Thanh Ngọc đã quyết định hai chị em quyết định bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thì đây là có một cái mà rất là may mắn là Tiffany tìm được một người bạn, mà một người đồng nghiệp là giống như là cũng có cái lòng tin cũng giống như Tiffany. Thì những cái câu hỏi của các bác, các anh chị và những cái mà các bác, các anh chị ngoài đó muốn học xăm, đây là cơ hội. Tiếng Việt, không có tiếng Mỹ, sẽ dạy tiếng Việt. Thì lớp dạy xăm đây là hai chị em của Tiffany sẽ cùng nhau dạy với nhau. Thì sẽ trong khi dạy thì hai chị em sẽ đem hết bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thì thật ra nếu mà cộng lại hai chị em không đó, thì Tiffany nghĩ cũng gần 40 năm kinh nghiệm. Thì hai chị em của Tiffany sẽ hướng dẫn về cái xăm mà dễ xăm nhất, là đó là phun. Và nữa là khi mà dạy thì chị em của Tiffany đó, Thanh Ngọc và Tiffany sẽ bảo đảm đem hết cái tâm của mình và sẽ dạy từng đoạn tiếng Việt, phải không Thanh Ngọc? Dạ đúng. Và nữa chi tiết là những cái gì mà về xăm, quý vị cũng thấy đây nè ha, là sẽ dạy về xăm môi và xăm môi như thế nào. Và cái lớp này từ lớp basic, nếu mà quý vị muốn lớp cao cấp hơn thì hai chị em cũng có lớp cao cấp hơn. Thì cái lớp đầu tiên sẽ dạy tiếng Việt ở đây là vừa dạy mí mắt, môi và lông mày vào ngày tháng 3 ngày 22 và 23 tây, 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Thì khi mà dạy lớp này là Thanh Ngọc và Tiffany sẽ sẵn sàng nắm tay quý vị
và thực hành phải không Thanh Ngọc? Dạ. Thanh Ngọc có thêm gì không? Dạ đúng vậy, tại vì Thanh Ngọc biết được đó là không những chị Tiffany mà Thanh Ngọc cũng vậy, có nhiều người chị em bạn đồng nghiệp cũng đã học nhiều nơi nhưng mà cũng vẫn chưa dám làm, bởi vì không có một cái căn bản cũng như là đi học, nói thí dụ đi những trường Mỹ đó, quý vị biết là trường Mỹ thì nhiều khi họ dạy cả mấy trăm người hoặc là mấy chục người at least, rồi mình vô mình học đó thì họ không có tỉ mỉ từng người được, và cái ngôn ngữ nhiều khi cũng không có được chu đáo cho lắm. Thành ra khi chúng ta về chúng ta không có dám làm cho khách. Thành ra cũng đã có nhiều người hỏi chị Tiffany cũng như là hỏi Thanh Ngọc, ở đây không có ai dạy tiếng Việt để mà họ có thêm cái tự tin để mà làm cho khách, dù là đã đi học qua những cái lớp khác ở khắp nơi khác rồi. Cho nên chị em Tiffany cũng như Thanh Ngọc mới quyết định là sẽ chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm của mình, nhất là các chị em người Việt ở đây. Thì Thanh Ngọc đây là cái lớp đầu tiên được hợp tác với chị Tiffany, và cũng sẽ đem tới cho quý vị những cái kinh nghiệm mà kể cả chị Tiffany cũng như là Thanh Ngọc đã đi nhiều nơi học hỏi và đã làm trong nghề bao nhiêu năm nay thì cũng sẽ đưa hết ra để cống hiến quý vị. Cũng như là nếu mà quý vị có thắc mắc nào thêm, từng giây từng phút mà quý vị muốn tận tay, chúng ta mặt đối mặt phải không chị, họ gọi là hand on training đó, thì chúng ta có thể làm và quý vị sẽ bảo đảm được quý vị sẽ có tự tin hơn khi mà làm cho khách ngay lập tức. Đúng rồi, thì quý vị có thể liên lạc với Tiffany là 817-896-3178 và Thanh Ngọc. Dạ, của Thanh Ngọc là 682-433-2551. Nếu mà quý vị có thắc mắc gì về cái lớp này đó, hoặc là muốn ghi danh thì quý vị cứ việc gọi hai cái số này và Thanh Ngọc và chị Tiffany sẵn sàng để trả lời tất cả quý vị. Thì cái show tuần sau Tiffany sẽ giải thích học nó có bao nhiêu thế nào. Mà quý vị nên nhớ là cái lớp học này là hai chị em của Tiffany lấy giá rất là chỉ là nghệ thôi, chị muốn giúp cho cộng đồng của mình. Và các anh chị nào đã thích về xăm mà không dám học, và đây là cơ hội quý nhất, tại vì Tiffany nghĩ là thôi mình đem hết kinh nghiệm của mình, hai người bạn sẽ đem ra và để không phải chỉ dạy về kinh nghiệm không, mà quý vị biết không, trong 22 ngày đó khi học xong, Tiffany và Thanh Ngọc sẽ cấp cái bằng cho quý vị. Thì thời giờ cũng cho phép. Thì quý vị, Tiffany thứ nhất là cảm ơn Thanh Ngọc tới đây đã giúp Tiffany trả lời những câu hỏi về thắc mắc của quý vị về xăm. Mà quý vị cũng nên nhớ cứ email cho Tiffany hoặc gọi Tiffany, tới Tiffany là tiffanyluong@yahoo.com. Tiffany cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tiffany cảm ơn Thanh Ngọc rất là nhiều. Và Tiffany chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.